giới thiệu máy lọc nước New Eastspring, ứng dụng công nghệ hàng đầu UVC LED với chất lượng bền bỉ. Một dự án nâng cấp mới trong cách xử lý nước. Amway là công ty đầu tiên sản xuất hệ thống xử lý nước được chứng nhận bởi NSF theo tiêu chuẩn NSF NC55 loại B cho công nghệ UVC LED về khả năng xử lý vi sinh vật trong nước. UVC LED và bộ lọc Eastspring Carbon E3 của chúng tôi giúp nước uống của bạn sạch và an toàn hơn. Máy lọc nước New Eastspring. Tinh lọc vượt trội, sống khỏe chủ động.